Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Có một câu nói thế này: khi bạn là một thế lực thì sẽ luôn có kẻ thách thức bạn. Kể từ khi khủng long bạo chúa T-Rex được truyền thông đại chúng nâng lên như một vị vua không ai của thế giới khủng long, thì gần như song song là một làn sóng những người đi tìm một kẻ có thể thách thức được vị thế đó. Chúng ta đã có rất nhiều ứng viên, nổi tiếng nhất chắc là Spinosaurus, ít nổi tiếng hơn có Carcharodontosaurus hay Acanthosaurus. Thế nhưng cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục bởi chưa có cái tên nào đủ thuyết phục để khiến người ta tin rằng chúng có thể hạ nóc T-Rex. Vào năm 1993 thì tại Argentina, một người thợ săn hóa thạch nghiệp dư tên là Ruben Carolini đã có một phát hiện gây chấn động thế giới. Khi đang lái một chiếc xe vượt địa hình loanh quanh vùng đất hoang gần làng Angercon, tỉnh Neuquén, ông đã nhìn thấy xương cẳng chân của một con khủng long nhô lên khỏi mặt đất. Kích thước của nó khiến ông chú ý ngay lập tức. Chỉ có điều ngay lúc đó cho ông cũng không ngờ rằng đây sẽ là một phát hiện vĩ đại khiến ông cũng như con khủng long ông tìm thấy đi vào lịch sử. Và đó chính là hóa thạch của Giganotosaurus carolini, cái thách thức đáng gờm nhất của T-Rex. Ngày hôm nay mời các bạn cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu về loài khủng long ăn thịt khổng lồ của nàng bán cầu này. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Năm 2015, bộ phim đầu tiên trong trilogy Jurassic World được công chiếu, giới thiệu đến công chúng một khái niệm mới, đó là những con khủng long lai tạo, vốn không phải là những giống loài có thực được khoa học xác định, mà là sản phẩm của công nghệ gen viễn tưởng, nơi người ta có thể chơi cắt ghép gen giống như chơi trò cắt dán tranh vậy. Và thế là chúng ta có Indominus Rex, với kích thước khủng hơn T-Rex, có trí khôn của Raptor và biết ngụy trang như tắc kè hoa, thậm chí là còn biết giết chóc để giải trí như human nữa. Phần phim tiếp theo Jurassic World Fallen Kingdom tiếp nối ý tưởng này, chính là Indoraptor. Cũng là Raptor nhưng size to gấp 3, rành ma hơn, quỷ quyệt hơn, nhưng bị cái là thích chơi đùa với đèn laser như mấy con mòn lèo. Ấn tượng ban đầu về những con khủng long lai tạo trên phim là hết sức tích cực bởi chúng cool ngầu, đáng sợ và tươi mới. Nhưng theo thời gian thì những người yêu khủng long thật sự nhận ra rằng những con khủng long lai tạo này thiếu đi tính nguyên bản, thiếu đi sự kết nối với họ, vô đối nhưng đôi khi cũng hết sức vô lý. Họ tin rằng những loài khủng long có thật trong lịch sử, những loài khủng long họ đã say mê tìm hiểu trên những trang sách về cổ sinh là những chất liệu quá dư thừa để các nhà làm phim có thể đưa lên màn ảnh mà không cần tạo ra những con khủng long lai tạo. Và như để đáp lại mong mỏi đó của các fan khủng long thì trong phần phim cuối của trilogy Jurassic World, nhà làm phim đã mang đến cho chúng ta Giganotosaurus, gã khổng lồ ăn thịt phương Nam, hay còn gọi là Nam Phương Cựu Thú Long, gã phản diện hoàn toàn xứng tầm với T-Rex trên màn ảnh rộng, được tiến sĩ Alan Grant ca ngợi là kẻ ăn thịt lớn nhất mà thế giới từng chứng kiến, dù câu nói này sẽ gây ra tranh cãi nhất định. Dù không kéo nổi doanh thu của phần phim cuối cùng lên một kỷ lục mới của vũ trụ điện ảnh Jurassic vì phần kịch bản yếu kém, Giganotosaurus vẫn gây ấn tượng mạnh với người xem vì ngoại hình, kích thước, sức mạnh và cả khuôn mặt mang phong thái Joker như chính nhận xét của đạo diễn Colin Trevorrow. Nhiều fan khủng long đã chính thức trở thành fan của Giganotosaurus và con khủng long này nổi lên như một ứng viên mới thách thức vị thế của T-Rex. Thật ra thì đó không phải là lần đầu tiên cái tên Giganotosaurus khiến thế giới xôn xao, mà ngay từ khi được tìm thấy thì các nhà cổ sinh vật học đã coi đây là một phát hiện chấn động trong lịch sử nghiên cứu về khủng long. Như đã đề cập thì vào năm 1993, một thợ máy yêu thích đào hóa thạch người Argentina, bác Ruben Carolini đã tìm thấy xương đùi của một con khủng long chân thú khổng lồ gần làng Angercon ở tỉnh Neuquén. Ngay lập tức thì bác đã báo tin cho các chuyên gia của Đại học Quốc gia Comahue và họ nhanh chóng tìm đến nơi để tiến hành khai quật toàn bộ phần xương còn nằm trong lòng đất. Trước sự mừng rỡ của cả đoàn thì họ đã khai quật được một bộ xương khủng long khá nguyên vẹn, được bảo quản đến gần 70%, trong đó có phần lớn cột sống, xương ức, xương chậu, xương đùi, xương chảy trái và xương mác. Nhờ công phát hiện mà vào năm 1995, khi bản mô tả sơ bộ được hoàn thành và xác định đó là hóa thạch của một loài khủng long mới, rồi các nhà khoa học đặt danh pháp cho nó thì bác Ruben Carolini đã có vinh dự được gắn tên với con khủng long. Chúng ta có danh pháp hai phần của nó là Giganotosaurus carolini, có nghĩa là khủng long khổng lồ phương Nam của Carolini. Khám phá này đã nhanh chóng làm sống lại cuộc tranh luận về loài khủng long theropod lớn nhất từng tồn tại trong lịch sử. Vốn dĩ thì ngôi vị này đã bị T-Rex chiếm giữ trong vòng 90 năm kể từ khi nó được khám phá, bất chấp những loài khủng long theropod to lớn khác được phát hiện. Nhưng với Giganotosaurus thì vị trí của T-Rex đã bị lùng lại tương đối mạnh mẽ. Trong nghiên cứu mô tả đầu tiên của các nhà cổ sinh vật học Rodolfo Coria và Leonardo Salgado,
Họ tin rằng chí ít thì Giganotosaurus là loài khủng long ăn thịt lớn nhất từng được tìm thấy ở Nam Bán Cầu và hoàn toàn có khả năng lớn nhất thế giới. Việc ước tính chính xác kích thước của Giganotosaurus khá khó khăn do mẫu vật không hoàn chỉnh. Nhưng họ lưu ý rằng xương đùi của mẫu định danh Giganotosaurus dài hơn của mẫu vật Sue the T-Rex 5cm, đồng thời xương của nó cũng to và chắc chắn hơn của T-Rex, dấu hiệu cho thấy con khủng long này có thể nặng hơn cả T-Rex. Họ ước tính Giganotosaurus có thể đạt đến chiều dài 12,5m và cân nặng từ 6 đến 8 tấn. Nhưng ước tính cũng không dừng lại ở đó. Vào năm 1997 thì Rodolfo Coria lại đưa ra một trong những ước tính lớn nhất dành cho Giganotosaurus, cho rằng nó có thể dài đến 14,3m và nặng đến 10 tấn. Những ước tính khác cũng loanh quanh ở 12-13m, và những con số này đủ để khiến cho Giganotosaurus, nếu không phải là con khủng long ăn thịt lớn nhất mọi thời đại, thì cũng là một trong những con khủng long ăn thịt lớn nhất mọi thời đại. Để so sánh thì mẫu vật T-Rex lớn nhất hiện tại là Scotty, có chiều dài ước tính khoảng 13m và cân nặng khoảng 8,8 tấn. Trong khi đó, Spinosaurus, một con khủng long ăn thịt khổng lồ khác, có những ước tính khủng khiếp hơn, với chiều dài có thể lên đến 15m, nhưng sự thiếu hoàn chỉnh của các mẫu vật Spinosaurus cũng làm cho những ước tính này có độ chính xác không cao. Không chỉ có kích thước khổng lồ, Giganotosaurus còn được đánh giá cao ở những phương diện khác. Về mặt tốc độ thì cũng giống như các theropod lớn khác, Giganotosaurus phần nào bị hạn chế bởi chính cơ thể khổng lồ của nó. Các nhà khoa học cho rằng Giganotosaurus không thể chạy nhanh được như những loài khủng long nhỏ hơn và có thân hình mảnh khảnh hơn vì nguy cơ bị ngã hoặc do sự mất cân bằng giữa hai chân khi chạy. Tuy nhiên, nó vẫn có thể chạy nhanh hơn T-Rex với giới hạn trên về tốc độ ước tính khoảng 50km mỗi giờ, còn T-Rex là khoảng 40km mỗi giờ. Một khía cạnh mà Gigan có thể không so sánh được với T-Rex là lực cắn. Tuy nhiên, tốc độ đóng mở hàm của nó có thể nhanh hơn nhờ cơ hàm dài hơn, trong khi T-Rex lại gia tăng khối lượng của cơ hàm để có những cú cắn mạnh hơn. Nói cách khác, một bên thiên về tốc độ, một bên thiên về sức mạnh. Đó có thể là sự thích nghi với những con mồi riêng biệt nằm trong thực đơn cụ thể của mỗi loài khủng long ăn thịt. Tất nhiên, Giganotosaurus sống cách đây khoảng 99,6 đến 97 triệu năm trước và chúng sẽ không có cơ hội so tài với T-Rex giống như trên phim Jurassic World. Và tính trong môi trường của mình thì Giganotosaurus dường như không có đối thủ nào xứng tầm với nó và được các nhà khoa học xem như động vật săn mồi đầu bảng trong quần thể động vật được biết đến từ hệ tầng Candelaros. Con mồi của nó có thể là những loài sauropod cổ dài sống cùng thời như Andesaurus, Limasaurus, thậm chí là những con theropod nhỏ hơn cũng cần phải dè chừng ngã khổng lồ này, chẳng hạn như khủng long mặt ngắn Ecrisinatosaurus. Ngoài ra còn có thể có những con mồi khác như khủng long chân chim, mà cho đến nay người ta vẫn chưa tìm ra hóa thạch xương của chúng, chỉ có hóa thạch dấu chân mà thôi. Hiện nay thì Giganotosaurus là một thành viên của họ dị long răng cá mập, có họ hàng gần gũi với những chi khủng long như Carcharodontosaurus hay Acrocanthosaurus. Với việc khám phá thêm nhiều dị long răng cá mập mới như Mapusaurus, Tyrannotitan hay Meraxes, các nhà cổ sinh vật học lại tiếp tục nhóm các chi này lại thành một nhóm nhỏ mới ở cấp độ tông, gọi là Gigantosaurini. Chúng là những chi dị long răng cá mập được phát hiện tại Argentina, có quan hệ gần gũi với Giganotosaurus. Và đương nhiên, một câu hỏi nhiều người hay thắc mắc chắc chắn sẽ là trong một cuộc đấu tay đôi, T-Rex hay Gigan sẽ giành chiến thắng. Dù rất khó để có câu trả lời tuyệt đối chính xác, nhưng các nhà khoa học vẫn có một vài so sánh đủ để bạn cảm thấy phấn khích. Một cuộc đấu giữa T-Rex và Gigan sẽ đơn thuần là cuộc đấu của những cú cắn và khả năng di chuyển. Tay và chân sẽ bị loại bỏ khỏi cuộc chơi, với tay của chúng đều quá nhỏ để gây ra sát thương đủ nặng cho đối phương, còn chân thì lại quá nặng cho những cú đá. Về những cú cắn thì T-Rex thích hợp cho những pha ra đòn với số lượng ít nhưng chất lượng, thế nên sẽ rất nguy hiểm cho Gigan nếu để T-Rex cắn được vào chỗ hiểm. Ngược lại, Gigan có hộp sọ dài và hẹp hơn, răng mạnh nhưng sắc hơn, thích hợp để cắt và xé thịt. Mục tiêu quan trọng nhất của Gigan sẽ là làm sao cắn trúng T-Rex càng nhiều càng tốt, bởi như thế nó sẽ càng tạo ra nhiều thương tổn cho đối phương. Điều đó sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng di chuyển của cả hai. Gigan như đã nói có thể nhanh nhẹn hơn T-Rex một chút về tốc độ tổng thể. Nhưng đại diện Bắc Mỹ lại có khả năng xoay trở linh hoạt và khéo léo hơn nhờ có xương hông và cờ hồng lớn. Vậy rốt cuộc chiến thắng sẽ thuộc về ai? Thật đáng tiếc là chúng ta sẽ phải chờ khả năng hồi sinh khủng long trở thành hiện thực, và kết quả này sẽ tùy thuộc vào trí tưởng tượng của riêng mỗi người. Nhưng Giganotosaurus vẫn sẽ là một kẻ thách thức đáng gờm của T-Rex trong lòng các fan khủng long. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.